Giáo Việt Nam chùa Linh Sơn giấu tích cho như mình thấy nhìn giống dẫn Lý Trường Thành giống mấy ông bà già cứ đưa đã cãi lại như vậy thôi mà chưa có tiên nhân gặp tại vì ở đây là hai mình là Kim Hạnh xin kính chào tất cả các cô chú các anh chị và các bạn, chúc một ngày mới được nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng, gặp nhiều may mắn trong mọi công việc. Mình sẽ chia sẻ với cả nhà một điểm đến, đó là chùa Linh Sơn mà còn có bàn chân tiên được tọa lạc tại khóm Vĩnh Đông 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Để chữ ha, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chùa Linh Sơn giấu tích chân tiên ở địa điểm này là ở giữa lưng chừng núi Sam mà nằm bên con đường mà để chạy xe Honda lên chứ không có đi Grab được mà cũng không có đi bộ bên bậc thang được mà một đường mà để xe chạy ở dưới lên đây thì nằm phía bên tay phải, còn chút xíu nữa là lên đỉnh núi nơi bệ đá Bà Ngự. Nếu mà cả nhà mình có dịp đến Châu Đốc này á thì ghé vào. Bây giờ mình sẽ vào đây để mình quay, mình ghi hình bái Phật rồi ghi hình là bàn chân tiên để mà chia sẻ đến cho cả nhà. Nếu cả nhà mình có xem video á, thì đăng ký kênh ủng hộ mình và mời cả nhà mình sẽ di chuyển để mình đi lấy xe, mình chạy xuống, xe sẽ chạy xuống dưới chùa dưới luôn. Khi mình xuống đây thì để xe ở đây và nơi đây là để là Giáo hội Phật giáo Việt Nam chùa Linh Sơn. Bây giờ mình sẽ vào đây để mình lễ Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Và nơi đây là chùa Linh Sơn ở giữa lưng chừng của núi Sam. Thì phía bên trên chính điện thì có tôn, phía trên là pho tượng của Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bằng có chất liệu bằng gỗ, và phía dưới thì có ba pho tượng của Tam Thánh Tây Phương Cực Lạc giống như mình thấy hôm nay, và phía dưới có tôn pho tượng của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và kế tiếp đây thì có ba pho tượng phía trên là Tam Thế Phật, gồm Đức Phật Thích Ca giữa và Đức Phật Diệt Sư và Đức Phật A Di Đà, và phía dưới có bảy pho tượng Thích Phật Diệt Sư. Ở giữa lưng chừng núi thì chánh điện chỉ đơn giản nhưng mà rất là trang nghiêm. Nếu mà cả nhà mình có dịp đến núi Sam thì ở lưng chừng núi thì dành chút thời gian vào để mà viếng chùa bái Phật. Nơi đây thì có tôn pho tượng Quan Thế Âm, gông đầu Quán Âm, và đây mình thấy là có một gian miếu bà chú sứ, một bức ảnh, và bên đây là miếu Quan Thánh. Và nơi đây thì bên đây mình thấy có cái mũi tên chỉ là nơi tôn thờ pho tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tai phía bên đây, là một cái tháp để mình qua mình ghi hình mình lại bà. Thì ở bên dốc sườn núi người ta có làm một cái trụ đá rất là lớn để mà làm cái tháp để tôn pho tượng thờ. Tôn pho tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tai với chất liệu là bằng đá màu trắng.
và đứng từ tháp thờ tôn pho tượng của Bồ Tát và tháp nghìn mắt nghìn tai thì nhìn ra phía ngoài đây thì thấy đồng ruộng nhà cửa của thành phố Châu Đốc không phải là biển hay sông mà là mùa nước nổi nước ngập rất là lênh láng, rất là yên bình. Đây là giữa lưng chừng núi của Hí Sam và đường hướng chạy xe lên. Ở đây là lên gần chút xíu nữa lên tới đỉnh núi Sam rồi. Đỉnh lên tiếp tục thì ở đây có tôn pho tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bây giờ mình lên bàn chân tiên, dấu tích bàn chân tiên. Bên đây có một bức tranh rất là lớn, có một có vẽ những hình của tượng của vũ trụ Phật, của thế giới A Di Đà. Và đường này lên bàn chân tiên không có cho đem thức ăn nước uống gì lên nha. Nhìn giống dẫn Lý Trường Thành. Gần tới đây. Đến chừng 50 mét không. Đây là dấu tích bàn chân tiên. Thấy chỉ ở đây nè. Đó rất là lớn. Nắng quá. Đứng đây quay. Tôi đứng ké đây nhìn thấy con nắng. Thấy có cái bản chỉ đó nha cả nhà. Hình như hai chân hay một chân. Không thấy rõ lắm. Thì mình nhìn đây. Cô sợ độ cao. Hai em ở đâu đến? Dạ. Thằng này à. Thấy rõ không? Hai bàn chân à. Rất là nhóc. Và đứng ở trên đây thì nhìn thấy toàn cảnh đồng bằng của vùng núi An Giang, đây là núi Sam. Còn tí xíu nữa lên đỉnh núi Sam nơi đặt bệ đá thờ bà thì ở đây có dấu tích bàn chân tiên. Hôm nay ngày thường thì hơi vắng, không có đông. Không biết làm sao mà gọi bàn chân tiên ha. Nếu tức để lát xuống hỏi sư cô, hình như sư cô chắc cũng giải thích. Sư cô nó ăn bà cãi lại vậy thôi. Thì nó có. Thì ngày xưa cứ gì. Sư có. Các bàn tiên người ta xuống bằng. Không biết sao. Và bây giờ cảnh giới con người ta. Mình đã đẩy dạy những cái giới tiên để cho mình biết. Là người. Là sư có. Tiên chân chặt. Tại vì ở đây là hai bước chân. Cũng như tắm. Chứ các nối thì. Nối nào cũng có một bàn chân. Dạ. Sư cô có thể cho con biết thêm là bàn chân đó có thể kích thước bao nhiêu sư cô? Không đo được. Em nhìn chân khoảng chút mấy vậy thôi chứ mình không có. Dạ đúng rồi. Cỡ thước 2 tới thước 4 có thôi hả? Dạ cỡ thước 2. Bề ngang là khoảng bao nhiêu? Bằng khoảng 50 cm. Nếu là chiều dài là độ chừng khoảng 1m2 tới 1m4. Bề ngang thì ở phía trên cái bàn chân thì họ cỡ 50 cm, còn thì xuống phía dưới thì nó hơi nhỏ nhỏ hết trơn. Nó hai bàn mấy là chứ nó một bàn. Dạ, hai bàn. Hai bàn giống như hơi chụp chạm đứng chạm bên vậy. Dạ. Dạ. Nó có giống chân nó tưởng tượng hình vậy thôi. Nó tưởng hình vậy thôi. À, chứ nó không có mà tưởng tượng hình nó giống như nó cũng tưởng hình xéo như cái là cái bàn chân của mình hai chân nó không có. Dạ thì bên đó thì mình không có qua được. Dạ đúng rồi, con cũng có qua được, con chỉ đứng nhìn thôi, con thấy có nước ở trong.
nhưng mà cũng không sao qua. Dạ. Không sao qua. Dạ. Dạ. Thì truyền thuyết là nào phải vậy thôi chứ. Tôi ở đây từ hồi nhỏ tới lớn chứ mà, nhưng mà tôi nghe nói tôi biết, nhưng mà giống mấy ông bà già xưa là kể lại như vậy thôi, cái mình cũng không biết nó là cô từ nhỏ đó. Dạ. Thì cũng cảm ơn sư cô đã chia sẻ. Mình cũng đi đến núi Sam để mà chia sẻ bài đá của bà, nhưng mà đi trên đoạn đường thì mình thấy để có một cái bảng là di tích đó của bàn Tiên Tiên, thì mình ghé vào đây để mình ghi hình cho cả nhà được biết. Và nếu mà cả nhà mình có xem video á thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Và cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian xem video, và xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.